everything on audio on. Okay, let's roll, let's kick it. Hôm nay sẽ trở lại với các bạn trong episode số 7. Hôm nay mình có 4 trận, nhưng mà thì có tới 3 trận huề rồi, một trận cũng gây cấn lắm. Không quên là sau lưng của Eric là có anh Mighty Thế, Daniel Hy Lê. Xin mời anh Mighty Thế. Mighty Thế xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Và lời đầu tiên Mighty Thế cũng vẫn không quên gửi đến quý vị là chào sức khỏe. Một ngày đầy năng lượng và lúc nào cũng có những giờ phút vui vẻ, thư giãn cùng với Zero. Mời Huy. Dạ, xin chào anh Thế, cũng như anh Hiệp, cũng như tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Let's Kick It. Một lần nữa, các anh em của chương trình luôn chúc quý vị tràn đầy sức khỏe để tiếp tục theo dõi những trận thi đấu đá Euro 2024. Và cảm ơn quý vị đã dành một chút xíu thời gian trong ngày của mình để theo dõi chương trình Let's Kick It. Thì đầu chương trình thì chắc mình cảm ơn hai nhà tài trợ cho chương trình trước. Tại vì tập hồi nữa cứ miên man hay là hứng quá nói chuyện thì chắc có lẽ sẽ quên. Nhưng mà ekip làm việc sẽ không không quên cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình, đó là anh Nam, Number One Auto Compressor và Favorite Restaurant đã tài trợ chương trình ngày hôm nay. Favorite Restaurant cũng nói thêm chút xíu để mình quảng cáo cho bạn mình chút xíu, đó là đã có chi nhánh thứ hai trên đường Garden Grove. So our fish is famous. Cái đó là cái slogan của cá lẩu ngon. Cái lẩu bắp chuối, lẩu bắp chuối. Lẩu ngon. Đường đường Eric vô đó thì Eric ăn lẩu bắp chuối, steak tương ấy, tương tiêu đen và bò nhúng giấm. Và sau đó cũng không quên cái gọi là chuối chuối nướng, chuối nướng, chuối chiên gì đó. Với lại mình cũng có cái đồ biển mà cheese gì đó, đồ biển cheese rút lò hả? Cá nướng thì cái đó thì khỏi nói rồi, nổi tiếng về cá nướng. Nhưng mà khó nhất là gì thì biết không? Không biết. Khó nhất là thơm mì cầm cái chai đi vòng với bạn về. Không khí vui. Ở đó thì có cô chị rất cô chủ rất là nóng bỏng ha. Hiệp thích cô chủ, mình chỉ thích cái thơm mì thôi. Và cộng với người bạn đời của cô chủ là gọi là anh Tommy, tên thiệt là Tommy nhưng mà Hiệp gọi là Tommy. Hóa nhất là tới lúc đó, lúc nào Eric tới đó là cũng mang một chai sake mang ra và uống với cá nướng. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Bạn bè người quen vô hay là tất cả quý khách vô thì được vợ chồng của Tommy và cô chủ cô Thảo quá dễ thương, lúc nào cũng tiếp đón rất là nồng hậu. Thì mình có thể mình đang dịp mùa hè thì quý vị nào muốn là vấn đề về máy lạnh xe thì cứ đến gặp anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor, thì cứ nói là có nghe chương trình của Let's Kick It Cinema Studio thì là sẽ có giá đặc biệt. Tới đó anh vô gặp anh Nam là anh Nam bơm cho cái là về là thoải mái liền. Lạnh tanh liền. Thôi, mình trở lại chương trình, mình ra một chút xíu và mình quảng cáo cho bạn mình, hai người tài trợ chính của mình. Xin mời anh Thế. Thì một trận đấu mà mọi người đang cứ hướng mắt về, đó là lúc nào là đội tuyển Pháp thi đấu thì mọi người cũng rất là thích. Thì bên cạnh đội tuyển Pháp thi đấu ngày hôm nay thì lại một trận nữa cùng giờ, đó là đội tuyển Hà Lan, Việt Nam mình cứ hàng hiệu đá thì họ cứ bồn chồn. Thì từ xưa giờ hàng hiệu đá Hà Lan, Pháp, Anh hay là Tây Ban Nha thì lúc nào mọi người cũng thích. Nhưng mà hôm nay có đặc biệt là sự trở lại của Mbappé cho thấy rằng đội tuyển Pháp liệu các họng súng sau khi đã có một trận bóng mà
mọi người rất là kỳ vọng cái họng súng của Pháp đã bỏ lỡ thì hôm nay họ có thể khai hỏa hay không. Nhưng huấn luyện viên của đội Pháp là ông Deschamps, ông đã có thay đổi đội hình xuất phát và Griezmann ở trên băng ghế dự bị. Vẫn cho thấy một đội tuyển Pháp thi đấu có vẻ có Mbappe vào thì họ thi đấu thánh thoát hơn, và nhờ cái sự cơ động và cái sự dẫn dắt của dàn tiền vệ mà hầu như là cũng giống như là đội tuyển Đức hay là đội tuyển Hà Lan thì hay đội tuyển Tây Ban Nha, họ hoàn toàn nắm thế chủ động, cầm bóng nhiều. Nhưng bàn thắng đối với đội tuyển Pháp vẫn là một vấn đề xa xỉ, phải không Huy? Dạ. Có thể nói là mặc dù tiếp đến với trận đấu này thì với một cái áp lực là cũng phải chiến thắng để đảm bảo một cái vị trí nhất bảng. Nhưng mà nhìn sơ qua đội hình thì cái hàng tiền vệ ba người với Rabiot, Kanté rồi nó hơi là thấp và nó hơi có vẻ là toan tính nhiều hơn so với cái việc là sẽ mạo hiểm tấn công của bộ ba hàng tiền vệ, phải nói là rất là với Tuchemi nữa của Real Madrid. Thì ba người này thì đa số là sẽ, nếu bị theo dõi họ thi đấu ở cấp câu lạc bộ thì ba cái tiền vệ này đa số đều sẽ là đá thấp trong cái hàng tiền vệ của mình. Thì xuất phát với một đội hình ba người tiền vệ với cái xu hướng là đá thấp như vậy thì cũng không có thấy mà lạ lắm khi mà đội tuyển Pháp vẫn một phần nào đó hơi khó tìm cái đường vào khung thành của đối phương trước một cái đội tuyển Ba Lan mặc dù đã hết hy vọng nhưng có sự trở lại của Lewandowski và thi đấu rất là kiên cường để mà cố gắng đem đến một cái hình ảnh đẹp cho người hâm mộ trước khi về nước. Thì những cái diễn biến trên sân thì cũng cho thấy đúng cái tiến triển của một trận đấu là như vậy, khi mà Pháp phải đợi đến một quả penalty của Mbappe thì mới có bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên sau đó thì họ vẫn không thể làm chủ được cái thế trận và vẫn để Lewandowski gỡ hòa một đều. Và một cái khắc họa phải nói là khá là tai hại khi mà ở trận đấu cùng giờ thì đội tuyển Áo lại bất ngờ có một chiến thắng trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Hà Lan để đẩy đội tuyển Pháp xuống vị trí thứ nhì và leo lên vị trí nhất bảng. Mà có thể nói là chắc không có ai ngờ đấy được là Áo trong một bảng thi đấu phải nói là khó khăn như vậy mà lại trở thành đội nhất bảng trong khi họ lại thua trận đầu tiên nữa. Khi mà Mbappe có được cái bàn thắng sau cái pha đột phá dũng mạnh của Dembele thì mọi người cứ nghĩ rằng là bàn thắng sẽ đến đội tuyển Pháp, nhưng mà trong bóng đá đương đại thì những tiểu xảo hay là những cái trò mà phòng ngự mà để có thể là triệt hạ đối phương hay là hơi có chút xíu tiểu xảo hay là hơi ác ý chút xíu thì là ngày nay thì mọi người đều biết rằng là VAR đã vào cuộc, thì là những cái tình huống đó trọng tài VAR họ khó mà bỏ qua được. Tình huống mà mọi người cứ nghĩ rằng không cần phải đá thua thiển như vậy thì là anh lại đạp chân để có một tình huống bị phạt đền. Thủ môn Manan đã xuất sắc đẩy ra nhưng mà lại cho thấy rằng anh đã phạm, là anh di chuyển lên trước cái vạch vôi thì Lewandowski lại ghi tên mình ở bàn thắng, mặc dù đội tuyển Ba Lan đã chuẩn bị về nước ở sau khi cái trận cuối cùng, nhưng mà họ vẫn cho thấy rằng họ thi đấu không hề buông xuôi, không phải là đến mà sau khi mà đã không còn hy vọng thì họ thi đấu một cách hời hợt, cho thấy rằng trong một trận đấu mà không được vào vòng trong nhưng mà họ vẫn thi đấu vì đất nước, vì màu cờ sắc áo của mình. Một lần nữa chắc có lẽ sự trở lại của Lewandowski vẫn cho thấy rằng những cầu thủ mà lúc nào cũng là cái người dẫn dắt lối chơi, lúc nào cũng là một nguồn cảm hứng cho đội banh, nó rất là quan trọng. Và ở cái bảng đấu này thì rất là thú vị khi mà trước khi hai trận đấu cùng giờ bắt đầu thì thứ hạng của bảng đấu là Hà Lan đứng nhất, Pháp đứng nhì và Áo đứng thứ ba. Thì trong suốt 90 phút của cả hai trận đấu thì cái thứ hạng này nó thay đổi liên tục.
Áo vừa vào là ghi bàn 1-0 trước, là Áo lên hạng nhất, Pháp xuống hạng nhì, Hà Lan đến hạng ba. Rồi Pháp ghi một bàn là Pháp lại lên hạng nhất, và Áo hạng nhì, Hà Lan hạng ba. Hà Lan gỡ lại, Hà Lan lại lên hạng nhì, Pháp vẫn nhất mà Áo hạng ba. Và cuối cùng là Áo lại ghi bàn thắng trở lại, thì Áo lại leo lên nhất. Cái Hà Lan lúc mà xem Hà Lan xuống ba và Pháp xuống nhì, rất là thú vị. Lúc mà xem thì là cái những cái thông số live standing nó làm cho mọi người rất là vui. Cái đó là cho những người mà ủng hộ chân chính nha. Dạ, đúng. Còn những người mà hơi có cái chút xíu tả sữa thì lúc đó họ lại khác. Nhưng mà chắc có lẽ bất ngờ với đi ngoài cái dự tính của ông Ronald Koeman, huấn luyện viên của đội Hà Lan. Chứ nghĩ rằng một đội tuyển Áo thì có thể là một trận hòa, nhưng mà đội tuyển Hà Lan vẫn là đội cửa trên, nhưng cho thấy đội tuyển Áo sau khi họ thi đấu mà chật vật trước một đội tuyển Pháp, nhưng mà đội tuyển Pháp vẫn không ghi bàn được, thì họ bị một bàn phản lưới nhà thôi, thua một trận banh ở trận đầu tiên coi như là một tai nạn. Nhưng mà trận thứ nhì họ thi đấu quá hay, họ thi đấu mà có giành 3 điểm trước Ba Lan, thì là cũng là một trận banh mà họ để lại dấu ấn rất nhiều. Và đội tuyển Pháp, đội tuyển Áo có một trận đấu mà mọi người nghĩ rằng là một kết quả hoàn toàn có lợi, và đẩy đội Hà Lan vào cái thế mà có thể là đội Hà Lan có thể là gặp đội tuyển Anh. Anh hoặc là Bồ Đào Nha. Yeah. Được, một trong những thì lượt trận 12 giờ thì sao Huy? Anh Hiệp đang giờ trận sáng đây trận Pháp anh Hiệp không có coi, tại vì đang tại sửa nhà sửa cửa nên không có coi được. Thì cho anh Thế cho dạo này chắc quá ha. Làm thì nhiều xô, nhà thì tự sửa luôn, tiền cứ vào mà ra thì là như nhỏ giọt như giọt cà phê. Thì nói mình ngại quá, cái nhà này nhà thứ ba chứ không phải là nhà đầu tiên nên nó hơi bận rộn. Dạo này xô chậu nhiều quá thì mới nhà thứ ba cũng còn ít à. Để cho Hiệp hỏi anh Thế là cái trận Pháp với Poland này đó là tỷ số là 1-1 nhưng mà bên Pháp ai đá vô vậy anh Thế, cho mình hỏi thôi. Thì là phạt đền thì dĩ nhiên là Mbappé rồi. Mbappé thì ngày nay lúc trước là Griezmann đã lúc trước thì quyết định được ưu ái là được đá phạt đền, nhưng mà sau này Mbappé anh được cái huấn luyện viên De Jam cho cái đặc ân đó. Và chính quý vị chắc cũng không quên rằng là Mbappé là cái người sút 3 quả phạt đền thành công ở cái giải World Cup vừa rồi, trận chung kết, một cầu thủ ghi 4 bàn nhưng mà vẫn là về nhì sau Messi. Thì anh Eric muốn nói gì? Ý phạt đền thì cái đó ý của Eric đó là Pháp vẫn chưa tự đá vô một trái nào, chưa, đúng chưa, không? Chưa có một đường phối hợp nào chưa có đẹp. Thì phạt đền thì cũng ok thôi. Nhưng mà phạt đền là mọi người cứ nghĩ là ăn phạt đền là ăn may, nhưng mà cái đó là hệ quả của cái việc mà họ tấn công dồn dập thì đối phương cũng trong cái thế chống đỡ thì phạm sai lầm, thì cái đó là điều đương nhiên, phải không Huy? Giống như em đột phá rồi vô hoài mà cứ xuống biên mà căng ngang thì cỡ tốc độ biên, hai cái biên mà như là Dembele hay là Mbappe mà đột phá hai cái biên mà cứ căng ngang vào thì hậu vệ hai cái biên đó chắc chắn thì phải có lúc phạm lỗi thôi. Tuy là phạt đền nhưng mà May Thế nghĩ rằng là Mbappe đã khai hỏa được. Trong một cái sự trở lại mà anh vẫn còn đau mũi, anh vẫn dùng cái mặt nạ, thì có thể là cái tầm nhìn, tầm quan sát của anh nó vẫn bị vật cản, mà có thể là anh sẽ thánh thoát hơn ở cái lượt trận của vòng knockout. Ok, vậy là Pháp đứng thứ gì? Pháp đứng thứ gì? Dạ, Pháp đứng thứ gì? Nhưng mà đã với ai vô vòng trong mình chưa biết, đúng không anh em? Biết chưa? Chưa biết.
chưa với à, còn chờ chờ ngày mai nữa tại vì hai phải đợi và hai bản ngày mai cái à. Tại bây giờ cái cục diện trận đấu, cục diện của cái giải này là hiện tại bây giờ mà cái đội 3 điểm nhưng mà hai thua một thắng thì chắc chắn hai thua một thắng là cái bàn thắng bại nó sẽ có âm rồi, nên an toàn là 3 điểm của Slovenia ngày hôm nay. Thì chắc có lẽ là nhắc đến Slovenia thì anh xin nhường lời lại cho cái đội bóng mà em rất là yêu quý ngày hôm nay cũng bằng anh. Okay. anh ghi nhận cái sự chung thủy của em, anh ghi nhận sự chung thủy của em. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì tuyển Anh vẫn vào vòng trong với tuyển đất đội Nhật Bản. Đó, và thì cùng giờ 12 giờ trưa thì hai lượt trận cuối cùng của bảng C đó là Anh gặp Slovenia và Đan Mạch gặp Serbia. Thì cũng vậy thôi quý vị, tuyển Anh thì vẫn là, nếu quý vị là fan tuyển Anh thì chắc vẫn sẽ là một kết quả không thực sự làm hài lòng cho các fan hâm mộ, khi mà tuyển Anh vẫn có cảm giác là họ vẫn loay hoay chưa có tìm ra cái lời giải cho cái bài toán tiền đạo của mình. Bước vào cái giải đấu năm nay á, thì thật sự với sự thiếu vắng của các trụ cột hàng hậu vệ như là Maguire, như là Luke Shaw, thì nhiều người lại như em, như Danny cũng là một người trong số đó, là có phần lo lắng hơn về hàng phòng thủ. Khi mà thiếu vắng một số cái trụ cột mà phải nói là những người hậu vệ rất là được lòng của Southgate, mà nghĩ là sẽ lấy con bù thủ cho cái giải năm nay, mà thật ra thì qua ba trận đấu lại trở thành hàng thủ, lại trở thành là một cái điểm tựa chắc chắn cho những kết quả có lợi của Southgate và tuyển Anh so với hàng công. Và thật sự mà nói thì qua ba trận đấu, theo Danny là một fan tuyển Anh, thì cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Anh trong ba trận đấu này chính là hậu vệ đá lệch trái, hậu vệ đá lệch trái là McGinn. Mặc dù anh là không phải là sự lựa chọn đầu tiên của Southgate, anh tới với giải này chỉ là một sự thay thế cho McGinn. Và anh ở câu lạc bộ cũng không phải là một đá một câu lạc bộ lớn, mà anh lại đá ở câu lạc bộ Crystal Palace. Nhưng đến thời điểm này anh, so với người đá cặp của mình là John Stones, thì anh đá rất tốt, đúng rồi, anh đánh chặn rất là tốt, phá bóng bổng rất là tốt, kèm người cũng rất là tốt, và một trong những cầu thủ theo Danny là xuất sắc nhất, xuất sắc hơn tất cả các cầu thủ anh còn lại trong ba trận vừa rồi. McGuire, anh có một cái pha mà mình phải nói là thấy vàng, nhưng mà mình nói là good foul. Nếu mà anh không thông minh, anh không có lỗi cái tình huống đó có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng mà cho thấy cái sự chắc chắn thì John Stones vẫn ở cái vị trí mà đá tròn vai thôi, thì biên phải thì Walker thì cũng đá cũng tròn vai, nhưng mà lên xuống nhịp nhàng có bóng nguy hiểm hơn, mà hỗ trợ tấn công nhiều hơn thì là Trippier. Mặc dù không phải là vị trí sở trường, anh có thể anh đá, nhưng mà vị trí sở trường bên phải anh vẫn thi đấu hơn. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà vẫn cần một cầu thủ thay thế và không có sự trở lại của Luke Shaw, thì thấy rằng là Trippier là chốt chặn đáng tin cậy. Nhưng hôm nay ông có thay đổi đội hình phải không? Ông thay đổi đội hình, ông có lắng nghe các cầu thủ được vào trong hết, Gordon, Palmer, Manu, mọi người đều vào. Thì mà có lẽ rằng nếu quý vị tinh tế thấy được rằng đó là khi mà Manu vào thì lối chơi nó công nó thanh thoát hơn, và Palmer, nếu mà một cái ngày mà anh cái cú dứt điểm ở gần cuối giờ mà quyết đoán hơn thì có lẽ sẽ có bàn thắng. Nhưng mình nói như vậy đừng quên rằng cái sự thi đấu rất là phòng ngự, rất là khoa học, và biết mình biết ta, biết mình là đội cửa dưới, thì trong một ngày mà đội tuyển Anh thi đấu tấn công biên rất hay, tấn công trung lộ, nhả bóng ra biên, những đường biên căng lên, những đường mà căng ngang lên, hay là những đường truyền bóng và vượt qua cái hàng rào, thì mặc dù là Hurricane anh bỏ lỡ tình huống đó, thì nếu mà chạm bóng thì vào, nhưng mình phải ghi nhận là đội Slovenia thi đấu rất hay. Đội tuyển Anh xuống hai cái nách
chồng họ chồng biên xuống, cứ căng ngang qua, cứ nhìn vào thì đội tuyển Slovenia họ lui về phần phòng ngự hai tầng, nhìn vào thì đông như quân Nguyên, thì màu xanh không làm sao mà đội tuyển Anh có những cú sút rất là uy lực, rất mạnh, nhưng mà cái rào chắn trước thủ thành Oblak thì nó rất là kiên cường, mà Oblak thì một ngày thì đâu quá hay, không phải là Oblak hay, nhưng mà cái phong độ của Oblak lúc nào cũng vẫn vậy. Đó là tại sao anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy ở câu lạc bộ của mình là Atletico de Madrid của Simone. Đội tuyển Slovenia trước giải đấu, anh em chúng tôi có nhắc rằng sau một thời gian dài họ vào tới giải Euro thì cho thấy đó cũng là một ẩn số. Thì những gì Slovenia đã thể hiện thì Madrid thấy rằng họ xứng đáng có một vé vào vòng trong. Bởi vì nhìn vào cái bảng này thì Slovenia có lẽ nếu mà trên đội hình là đội hình yếu nhất, bởi vì Serbia thực sự họ có nhiều tiền đạo cũng như tiền vệ thi đấu ở các câu lạc bộ nổi tiếng hơn ở tại châu Âu, nhưng mà cuối cùng thì cái bàn thắng mà gỡ hòa hai đều của Tova trước Serbia ở cái trận lượt trận thứ hai nó quá quan trọng. Cầm huề trước Đan Mạch thì mọi người còn có thể nghĩ có thể xảy ra, nhưng mà trước trận đấu cầm huề trước một đội tuyển Anh hừng hực như vậy, mặc dù đội tuyển Anh thi đấu không như mọi người mong đợi nha, nhưng mà cầm huề trước một đội tuyển Anh để có một vé vào vòng trong thì là đội Slovenia xứng đáng được mọi người khen ngợi. Vậy là England và Slovenia là được lọt vô vòng trong hả anh ta? Đan Mạch luôn. Đan Mạch cũng là ba huề. Ba huề là ba điểm mà cũng được vô nữa hả? Ba điểm, cứ ba điểm mà ba huề là bàn thắng bại của nó là zero. Là cứ huề là bàn thắng bại là zero thì chắc chắn là sẽ lợi thế hơn cái mà một đội có hai thua một thắng, mặc dù có một chiến thắng bên kia, nhưng mà cái nhiều lúc cái bàn thắng bại vẫn bị âm thì là nó hoàn toàn là nó không bằng cái một đội mà ba huề. Thì đội Serbia hôm nay đã về nước. Thì mặc dù họ có một trận đấu quả cảm trước đội Đan Mạch một trận đấu hay. Mời Eric. Nếu nói về Đan Mạch với Serbia, mình nói chút xíu về đội đó thì hình như tỷ số là 0-0. Không, vậy là hai đội cũng vẫn ăn miếng trả miếng, cũng vẫn tấn công, cầm bóng, thi đấu tương đối là an toàn. Họ cũng có những đường tấn công, nhưng một ngày mà cho thấy rằng đội tuyển Đan Mạch, có lẽ đội tuyển Đan Mạch thì mọi người kỳ vọng nhiều hơn. Đội tuyển Đan Mạch vẫn được đánh giá là cửa trên, chấp 1/4 chiếc banh là có lẽ là phải là nhỉnh hơn. Nhưng mà cái thành tích và các cầu thủ mà đội tuyển Đan Mạch có được với sự thi đấu chặt chẽ như đội tuyển Đan Mạch đã thi đấu đội tuyển Anh, thì đội tuyển Đan Mạch thì vẫn được đánh giá là đội cửa trên. Nhưng mà Serbia một trận cầu, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, cầu cư cầm bóng không ngại va chạm, những đường xuống biên lật lên thì thấy là ở giữa hoàn toàn chắc chắn, trong một ngày thi đấu mà cứ là an toàn trước, không để bị thua trước, rồi để tìm sơ hở của đối phương để có bàn thắng thôi. Mặc dù bởi vì Serbia mặc dù là họ buộc phải thắng để an toàn, nhưng mà bởi vì nếu mà Slovenia hay thua Serbia vẫn có thể đứng hạng 3, cho nên là khi mà thi đấu thì cũng nghe ngóng mà có lẽ là cũng hơi trễ khi mà biết được, bởi vì tuyển Anh cũng không ghi bàn nữa cho nên cũng không biết, và tuyển Đan Mạch thì cũng họ cũng không muốn thua. Đúng, chính xác. Tại vì nếu mà Slovenia mà thắng tuyển Anh thì Đan Mạch cũng có thể bị loại, cho nên là rất là bây giờ thi đấu mà cùng giờ thì cùng giờ nó là gì, mình đang chơi bên này mà lại ngóng bên kia, cứ tin tức bên kia hai bên nó là như vậy. Anh Hiệp nghe khói ha, đang chơi bên này mà lại ngóng bên kia, cái đó là hoàn toàn có thật. Tại vì các phụ tá tổ huấn luyện họ có thể là
đón xem kết quả, nghe tin tức kết quả bên kia hay không. Nhưng họ biết, nhưng mà họ họ không có cho các cầu thủ trên sân mình biết để các cầu thủ có thể là tập trung 100% vào cái trận đấu của mình, không lơ đễnh. Tại vì có nhiều trước đây đã có rồi, chỉ cần sơ hở một vài giây cuối cùng đã có bàn thắng, thay đổi toàn bộ cái cục diện của cái bảng đấu, thì cho thấy rằng đội tuyển Đan Mạch cũng mượt một vé vào vòng trong. Đội tuyển Slovenia thì là đội bóng yếu nhất của bảng đã được vào vòng trong, thì ở bảng đấu này cũng rất là nhiều thú vị. Đội tuyển Anh thì vẫn thi đấu không như những gì mà mọi người mong đợi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại, những gì mà cái ông Southgate ổng muốn về mặt điểm số hay là những gì mà ông toan tính thì đã hoàn toàn đúng, mặc dù là họ không thể hiện một cái tinh thần thi đấu của một đội cửa trên hay là như những người mong đợi, khi họ có một dàn cầu thủ mà phải nói là tỷ đô. Ok, trận này, trận kế tiếp là trận giữa tụi Áo và nếu tôi mình gọi là Hà Lan ha. Áo là nãy mình nói rồi, không? Mình có nói sơ rồi. Thì chắc là Hiệp thích phải không? Hiệp cứ nói đi. Không sao. Trận đó là nhiều bàn thắng nhất ngày hôm nay. Nhiều bàn thắng nhất từ đầu có lẽ là Đức thì là 5-1. Đây là trận đấu thứ nhì mà có nhiều bàn thắng nhất, đó là 3-2. Xém chút xíu là 4-2 đó. Từ đầu giải về thì toàn là brand name, thì Eric thấy đá thì cũng không có hào hứng, không có chặt chém gì nhiều, toàn là những cái đội giống như là mấy đội underdog, thì coi cái bộ mấy cái trận đó coi mình coi thấy nó hào hứng người ta, tại vì người ta chơi giống như là ngang ngửa hết mình, nó coi đã lắm. Nó tới thằng mấy đội brand name thì mình coi ok là mình tại bên mình, nhưng mà còn mấy đội mà underdog mấy còn bây giờ thì tại vì đúng rồi, ai cũng độ nào cũng phải toan tính hết. Chứ mình thì mình xem bóng đá thì mình thích hai đội banh nó cống hiến hơn. Anh cống hiến, anh đá đẹp rồi xong anh đá cho đã bắt người xem, cuối cùng đội anh thua thì anh làm cái gì bây giờ, thì thôi coi như là có thể là một chiến thắng hay là một trận hòa nó hơi xù xì chút xíu đi, nhưng mà chúng tôi vẫn an toàn, các cầu thủ của chúng tôi không bị ăn chấn thương, và vòng trong thì là nhiều trận banh cắt bùm mà, biết đâu được cái sự tỏa sáng của ngôi sao chẳng hạn, đội banh nào có một hai cầu thủ ngôi sao hay là những đường banh mà có thể rằng là các cầu thủ đó có thể gây tính đột biến cao, thì là đối với họ bóng đá bây giờ ăn một trái banh cũng giống như là ba trái banh mà thôi. Một trái banh 3 điểm, ba trái banh cũng 3 điểm, thì là đó là những gì mà ngày nay bóng đá họ rất là tính, rất là kỹ lưỡng. Thà là không thua trước cái đã, không để lọt bàn cái đã rồi từ từ mới tìm sơ hở, thì là bóng đá mà của nếu mà chờ nhiều bàn thắng như Eric thì Mai Thế nghĩ rằng chắc phải đợi cũng một cái giải đấu mà cũng còn lâu mới trở lại cái những cái hấp dẫn mà như ngày xưa mình có. Hy vọng là Eric, hy vọng là vào vòng trong thì những cái brand name coi bộ đá nó hấp dẫn hơn chút xíu, thì hy vọng như vậy thôi. Nhưng mà mỗi một đội như anh Thế mới nói là họ có chiến thuật của họ đá như thế nào thì cái đó mình không nói vậy, nhưng mà người coi đối với Eric nó buồn ngủ. Hồi nãy ngoài chỗ kia có hồi nãy có cái ngồi chỗ xem, có một cái người xem mà họ bắt đầu tiếng Anh mà tự nhiên cái mình liếc qua mình thấy ảnh nhắm mắt anh gục xuống một cái. Vô gục là buồn ngủ hay là gục buồn ngủ đứng tim ngủ buồn ngủ thôi chứ cũng không nói chơi nó chơi một chút xíu thôi. Ok, mình nói ngày mai mình có 4 trận, ok mình sẽ lướt qua 4 trận ngày mai ha. Ok, trận đầu là coi như là bán là bán y. Ngày mai mình có 4 trận là Slovakia, Romania, Ukraine, Belgium, Georgia and Portugal, and Czech and Turkey.
Rồi mình chặt là Slovakia. Slovakia thì là họ họ nhỉnh hơn. Mà cái bản đó đầu tiên là cái bản đó là cái bản thành ra là giống như là cái bản tử thần nhất. Ừ. Khi mà cả bốn đội đều ba điểm. Có 3 điểm hết. Ừ. Một cái bản hay nha. Một cái bản rất hay, chưa biết. Giờ 3 điểm cũng không chắc là đến ngày 3. Vậy là ngày mai cái trận đầu Romania như là phải thắng. Trận nào cũng đội nào cũng phải thắng hay sao? Có nhiều người hỏi cái câu cũng rất là ngây ngô dễ thương. Chẳng lẽ cái bảng đó bây giờ cái đội hạng tư nó 3 điểm nó không được vòng trong à? Nếu quý vị có đọc cái điều lệ giả là cho dù đội hạng tư mà có 4 điểm đi nữa hay là nói chơi đội hạng tư có 4-5 điểm đi nữa cũng vẫn không được. Đội hạng 3 mới là đội được tính, đội hạng 3 có thành tích tốt. 4 đội hạng 3 có thành tích tốt mới vào trong. Thì một cái bảng đấu mà tới giờ này thì chưa ngã ngủ. Dạ, yeah, cũng là vẫn là mong manh như tơ trời. Thì ngày mai go ahead, I'm sorry bé này. Thì nhìn qua 4 đội thì 4 đội đều có những cái khoảnh khắc mà cảm thấy là rất là hay, cũng những khoảnh khắc rất là dở. Ví dụ như là tuyển Mỹ và đội Ukraine thì họ đều là hai đội đã thua ở trận đấu đầu tiên và đều là thắng ở trận đấu thứ hai, và ngày mai là họ sẽ gặp lại. Còn ở bên kia sẽ là Rumani và Slovakia đều là hai đội thắng ở trận đầu tiên nhưng lại thi đấu không tốt ở trận đấu thứ hai. Rumani thời hậu Hachi thì là có vẫn Hachi con mang áo số 10 ở trong sân. Trận đầu tiên để lại ấn tượng quá đẹp, 3 bàn thắng quá đẹp trước đội tuyển Ukraine. Nhưng mà ngày mai thì lại đội Rumani vẫn bị đánh giá là ở dưới Slovakia chút xíu. Slovakia thì được đánh giá nhỉnh hơn chút xíu. Nhưng mà ngày mai cái bảng đấu này chắc có lẽ là bảng đấu mà ở lượt trận thứ 3, bảng đấu mà căng như là dây đàn. Một bảng đấu mà tới giờ này một đội bốn đội đều có 3 điểm nhưng mà vẫn có thể là phải về nước khi mà họ thua. Thì là ngày mai đội tuyển Bỉ, sau khi đội tuyển Bỉ mặc dù Lukaku anh quá đen ghi 3 bàn mà đều bị trọng tài VAR lấy lại hết, thì là ngày mai tôi thấy nghĩ rằng là chắc anh cũng phải được tổ đãi rồi, chứ không phải mà không thể đời của con vô một cái giải đấu gì mà gần 2 trận banh con ghi 3 bàn mà tổ lại lấy hết 3 bàn thôi ngày mai. Nhưng mà Lukaku vẫn thấy là tiền đạo mũi nhọn anh Tì Đè rất hay. Tới giờ này vẫn chưa thấy có một trung phong nào mà mặc dù Lukaku chưa ghi bàn nhưng mà một trung phong mũi nhọn thật thụ vẫn chưa thấy ai đá hay bằng Lukaku. Thì chắc có lẽ ngày mai Lukaku sẽ giúp cho đội tuyển Bỉ. Đội tuyển Bỉ mà vào vòng trong thì nghe nó hay ha. Bây giờ đội tuyển Bỉ nghe về nước thì tội cho một De Bruyne quá, Lukaku quá, hay là Tielemans khi mà ở lượt trận thứ nhì được sắp đá chính thì đã ghi bàn liền. Ngày mai chắc có lẽ đây là trận đấu mà 9 giờ, chắc mọi người nên dành thời giờ cho những người mà yêu bóng đá đẹp thật sự. Đây là hai trận đấu mà tôi thấy nghĩ rằng là ở lượt trận thứ 3 hai trận đấu có cái tính máu lửa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có cái tính chất mà quyết định là không có một trận đấu mà không có toan tính gì, chỉ ngồi chiến thắng, không có cái gì ngồi toan tính. Khi mà anh được vào vòng trong anh được mới toan tính là anh vào cái nhánh nào, gặp đội nào. Còn bây giờ là chỉ cần điểm nó vào trong thì ngày mai là coi như là một trận sống còn rồi. Thôi cũng có thể, nếu mà đội nào đang đứng hạng 3 trở lên thì cũng có thể nghĩ tới một trận hòa. Anh dám không, dám nghĩ một trận hòa? Nghĩ dám không, có nghĩ dám hay không? Rồi, ngày mai chắc là Eric cảm thấy là Belgium sẽ 1-0 với Ukraine. Cách đây mấy ngày cũng có người bằng áo Belgium phải không? Đó, Belgium có. Nói chung là Eric cũng rất thích Belgium. Dạ. Yeah. Nói thẳng là nói như vậy. Rồi, anh Bảy với Chô Chan à. Bồ Đào Nha thì đã chắc chắn là nhất rồi. Ngày mai thì cơ hội không thể nào mà quý hơn cho Ronaldo ghi bàn. Vì có lẽ là ngày mai rồi, nói là Ronaldo chưa ghi bàn mà nào đâu,
chưa ghi bàn. Đó cũng thể có thể đó là một cái một chiến thuật gài của Ronaldo cho dân chơi nó kèm. Kèm riết rồi tôi đã đâu được đâu đúng không? À xin lỗi. Ronaldo là cái người mà lập ra nhiều cái kỷ lục. Nhưng mà anh thi đấu ở cái giải này thì anh thi đấu anh cái đúng những gì mà anh đã toan tính, đó là di chuyển không bóng, tạo khoảng trống, hay là anh thi đấu đồng đội hơn và chứng tỏ là một người đội trưởng mẫu mực. Thì Mai Thế nghĩ rằng đội tuyển Bồ Đào Nha đã thi đấu mặc dù gặp khó khăn ở trận đầu tiên nhưng mà vẫn có một chiến thắng 3 điểm và thăng hoa ở trận thứ nhì trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái sự vững chãi của Bebe và Ruben Dias ở cặp trung vệ rất là thi đấu rất hay. Những gì mà Ruben Dias hơi khiếm khuyết chút xíu thì là hoàn toàn một lão tướng như là Bebe đã khỏa lấp. Và nói không ngon đó là Bebe mặc dù tuổi tác rất cao nhưng mà cái chốt trận đáng tin cậy và là cái người mà chỉ đạo phòng ngự rất hay, thi đấu lăn xả hoặc là tạo một cái sự chắc chắn tin tưởng cho đồng đội của mình. Đó là một bậc đàn anh mà 41 tuổi, một người bạn rất thân với Ronaldo nhưng mà lớn hơn Ronaldo 2 tuổi, Ronaldo 39 tuổi. Nhưng mà những bước chạy của Ronaldo mặc dù nhiều người nghĩ không thánh thoát hơn nhưng mà thấy Ronaldo anh cũng vẫn lui về hỗ trợ phòng ngự, di chuyển rộng hơn, tạo khoảng trống có banh để làm banh cho đồng đội của mình. Thì với cái sự thăng hoa của các cầu thủ Bồ Đào Nha, một ngày mà Bernardo Silva đã khai hỏa thì có lẽ cái phong độ của Bernardo Silva từ Manchester City sẽ một lần nữa anh có nhiều cái động lực hơn, thi đấu có vẻ là thăng hoa hơn khi anh đã có bàn thắng ở cái trận thứ nhì. Phạm Huy, đây là bàn thắng đầu tiên của Bernardo Silva cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở một giải châu lục. Anh đã có 4 lần thi đấu ở các giải châu lục cho Bồ Đào Nha, ở World Cup và Euro mà chưa ghi bàn nào hết. Thì cái lượt trận vừa rồi là bàn thắng đầu tiên của Bernardo Silva. Và không kể Bernardo Silva thì phải nói Bồ Đào Nha còn rất là nhiều cái tài năng khác mà còn trên ghế dự bị, rất là trẻ, rất là nhanh, hoàn toàn có thể sử dụng vào trận đấu ngày mai. Một trận đấu dường như đã ngã ngũ Georgia thì không có nhiều hy vọng. Bồ Đào Nha thì đã chắc chắn chức bản rồi nhưng mà sẽ, em nghĩ là Ronaldo thì chắc sẽ cũng không có từ chối thi đấu để ghi bàn đâu. Cơ hội không thể nào tốt hơn. Thì Ronaldo cứ vào sáng đó, thường thường mà đội trưởng thì chắc có thể đội trưởng có thể anh thi đấu vẫn là ở đội hình xuất phát nhưng mà nhiều lúc thi đấu hết hiệp hay là khoảng 5-60 phút gì đó lấy ra để cho các cầu thủ trẻ có dịp vào sân. Ronaldo ngày mai hy vọng Ronaldo sẽ ghi một bàn hay hai bàn đó để lập kỷ lục. Có lẽ đây là một giải đấu Euro cuối cùng của Ronaldo, nhưng những gì Ronaldo đã cống hiến, một cầu thủ rất là mẫu mực từ trong từ trên sân tập, từ đội câu lạc bộ đến đội tuyển, cũng như là một người mẫu mực trong cái cuộc sống, cho thấy rằng biết đâu được cái giải Euro này là lần cuối cùng Ronaldo anh thi đấu, thì liệu cái phong độ của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trong một cái mùa giải Euro cuối cùng, mọi người có thể hết mình vì Ronaldo cũng giống như là đội tuyển Argentina đã hết mình với lại Messi ở giải World Cup vừa rồi, phải không Huy? Thì theo anh thì ngày mai là chắc Bồ Đào Nha nằm Bồ Đào Nha an toàn hay là thì Bồ Đào Nha thì chấp một trái, một trái rưỡi. Có người, nhiều người nghĩ trước khi trận đấu nó vào ai cũng nói là cái kèo này kèo nọ kèo kia thì sao, nhưng mà những người mà yêu bóng đá một cách chân chính lành mạnh thì họ không có khe. Nhưng mà khi mà những người cứ nghĩ thế này thế nọ thế kia thì nó lệch lạc đi cái bóng đá đẹp. Nhưng mà ai đá banh cũng muốn thắng, nhưng mà muốn thắng là anh phải đá, anh phải đá phải đúng.
Trong một ngày mà đối thủ dưới cơ của anh mà họ thi đấu thăng hoa hơn, họ thi đấu đúng với những gì mà ban huấn luyện toan tính, thì là một ngày anh không phải là một đội bóng cửa trên mà dễ dàng bắt nạt một đội bóng cửa dưới, thì Ronaldo ngày mai với lại đội tuyển Bồ Đào Nha hoàn toàn là trên chân cái đối thủ của mình. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng đã vào vòng trong rồi, đội tuyển Bồ Đào Nha có thể là giữ chân chẳng hạn, nhưng một chiến thắng đối với đội tuyển Bồ Đào Nha ở trong lúc này đó là hoàn toàn trong tầm tay của họ thôi. Dù Georgia thì vẫn còn cơ hội, nhưng mà nếu họ thắng thì họ phải thắng, Georgia phải thắng thì mới có cơ hội được không? Nhưng mà chắc là theo em Georgia vẫn sẽ hơi yếu so với Bồ Đào Nha. Cộng hòa Czech thì sao em? Dạ, cộng hòa Czech cũng đang bằng điểm với Georgia là một điểm, thì họ trận cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ họ vẫn bắt buộc phải thắng. Thổ Nhĩ Kỳ thì may mắn có một chiến thắng trước Georgia nên là đang có lợi thế nhiều hơn so với cộng hòa Czech. Cộng hòa Czech bắt buộc ngày mai phải thắng. Cộng hòa Czech bắt buộc ngày mai phải thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng hòa Séc lại là cái đội banh mà được là mặc dù có một điểm nhưng mà vẫn là mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu rất hay ở lượt trận đầu tiên, nhưng mà Cộng hòa Séc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn chút xíu. Thì là Huy thì Huy nghĩ sao? Thổ Nhĩ Kỳ không hiểu vì lý do gì mà ở cái trận đấu Bồ Đào Nha thì mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên mà phản lưới nhà. No, I'm not. Không biết là có bị tạo một cái áp lực về tinh thần. You want to come home or come over to the home people? Theo Danny nhìn chung thì đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều. No, because I'm working right now. I cannot go home before. Yeah, can you get it for me? Châu Âu nhiều hơn. Thank you. So với tổng hợp xét trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà chắc chắn cũng có một lý do mà trước trận đấu các hãng cá cược đánh giá là cộng hòa sẽ có vẻ nhỉnh hơn. Với phải cũng sẽ phải bắt buộc với tâm thế hải thắng thì họ bắt buộc sẽ phải dồn lên trước. Thì em theo đây này nghĩ thì nếu mà trong 10-20 phút đầu cộng hòa sẽ không ghi được bàn thắng thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể chiến thắng một bàn cách biệt. Thổ Nhĩ Kỳ cộng hòa Séc thì họ thi đấu chặt chẽ hơn, thi đấu áp sát nhiều hơn, và những tình huống mà tấn công biên hay là ngoại biên lật vào đội đầu không chiến thì cộng hòa Séc có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng mà đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thì họ lợi thế hơn, một trận hòa thì đối với họ thì tương đối tâm lý họ thoải mái hơn. Huy vừa nói là không biết sao là đội Thổ Nhĩ Kỳ lại để một cái bàn như vậy, thì bị dồn ép nhiều quá, tấn công nhiều quá, vào mà nghe đội banh Bồ Đào Nha mà lúc này vào mà thấy ba mũi tấn công của Bồ Đào Nha là coi như đã muốn ngợp rồi, mà cứ tấn công dồn ép thì là mắc lỗi, đó là điều đương nhiên. Thì chắc có lẽ ngày mai đội cộng hòa Czech đối với Man City sẽ khó có thể mà làm nên một chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ trước khi ngày mai thắng được cơ hội vô trước khi ngày mai chỉ cần hòa là vô rồi. Nói cho biết, nói như vậy cho biết là các bạn Montella nói vậy là Eric không có theo dõi những cái trận này thường xuyên, nên hỏi mấy cái câu mà không có trong chuyên môn, không có chuyên môn, để không là người coi những trận này. Thành thật xin lỗi. Ok, đó là bốn trận cho ngày mai. Nhưng mà hình như là Eric rất thích huấn luyện viên của Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Nói tới huấn luyện viên Thổ Nhĩ
cái là Cotta gì em thấy nói đó. Montella. Montella. Một tuyến thủ của Italy. Một tuyến thủ Montella. Eric hình như có nhiều áo Montella. Eric có rất nhiều áo của đội tuyển Ý mà hồi xưa năm đó năm cái năm đó bao nhiêu vậy thế? Khoảng đầu năm 2000. Lúc mà Totti Vũ đó là đem những cái chiếc áo K3 đầu tiên về đây. Thì những năm mà 2000 đổ sau này thì các anh em mà đá banh ở đây nè ai cũng thích, rồi từ từ mọi người mới tìm tòi mua cái đó, nhưng mà cái người đầu tiên đem ca bà về cho cái các anh em Phong Trào địa phương đó là Tony Vũ. Anh là lúc đó là Vũ là giống như fly attendant đó, thì bất ngờ là đem mấy cái đó về mọi người ai cũng thích, kể cả các anh trong đội bóng nghệ sĩ họ cũng bận rất nhiều. Thì Montella thì là một trong cái số áo mà Eric Hiệp collection thì là có gì là Eric? Nói chung á là cầu thủ Ý anh nào cũng nhìn đẹp trai. Bởi vậy á mình cũng được muốn được một chút xíu vậy nên mình mặc mua áo của những cầu thủ đó để mặc, hy vọng mình có được một chút xíu đẹp trai trong đó. Nổi tiếng. Nhưng mà năm nay mùa Euro Cup thì cầu thủ coach của Turkey là Montella. Anh Thế để ý một cái gọi là sao cười anh Thế. Anh Thế nói với chị các bạn là anh Thế rất thích giày Nike mà loại mà Air Max One, nó gọi là Air Max One. Cái ông bầu của Amina, coach của trước khi là một ra là cũng đi một đôi giày Air Max. Cảm thấy anh Thế nó mặc em mắt cho anh Thế kìa. Cho nên rất bây giờ nếu như vậy cứ dồn vô bên cạnh trang phục mà các đội bóng được các hãng như Nike, Adidas họ thiết kế thì là huấn luyện viên cũng cái thời trang của huấn luyện viên cũng được mọi người quan tâm. Thì World Cup vừa rồi thì ông huấn luyện viên Tây Ban Nha đã đi đôi giày là Vahar. Thì là cái đó tự nhiên cái thương hiệu đó nó lên liền. Thì năm nay thì Montella thì một cầu thủ rất là đẹp trai của Ý. Ông năm nay là Montella huấn luyện cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng suit mà đi giày Air Max. Có lẽ nói ngoài vấn đề chút xíu nhưng mà nó là những chi tiết đó, những cái đó là không thể thiếu ở trong một cái giải đấu. Khi các nhà tài trợ họ cố tình họ tài trợ cho các huấn luyện viên cũng như cầu thủ để nhằm quảng bá cho thương hiệu của họ. Thì Eric Hiệp, tình cờ Eric Hiệp với lại Thế đang ngồi coi cái nhìn lên nói em á. Lúc đó là mới thấy tại vì nói chung á anh Thế là Air Max One collection. Cái kiểu nào Air Max ra là anh Thế nhờ Eric mua dùng hết. Cảm ơn Eric. Eric là lúc đó là dậy sớm mà vô đấu giá. Nhưng mà vừa ra cả là cũng okay. Thích, cũng vui. Nói chung là mình tóm lại cái bốn trận đấu này xong rồi. Bây giờ mình áo được chứ? Ok. Trước hết thì qua hết cái lượt trận ngày hôm nay thì chỉ mới xác định được có hai cặp thôi, là tuyển Đức sẽ gặp đội gì bảng ngày hôm nay, đó là bảng C là Đan Mạch. Đây là cặp đầu tiên sẽ đá vào thứ bảy này, và cặp thứ hai là cũng xác định được sẽ là Thụy Sĩ với Ý ngày hôm qua là Ý vớt được từ hạng 3 lên hạng 2 và sẽ đá vào hạng 2. Còn mấy kia là phải chờ tiếp à. Còn tuyển Anh hôm nay là nhất bảng C nhưng mà sẽ chưa biết gặp đội nào, nên sẽ là một trong ba đội đứng hạng 3 của bảng D. Vẫn còn gây cấn và hồi hộp. Pháp cũng chưa biết sẽ gặp đội nào. Chúng ta sẽ phải đợi tới ngày sau ngày mai thì mới biết được là tất cả các trận đấu sẽ được chia cặp như thế nào. Chỉ mới biết được có hai cặp thôi. Nói chung là chương trình của chúng em ở đây là unscripted, coi như là không có bài vở gì hết. Trong đầu nghĩ sao thì nói ra như vậy. Nhiều khi cũng đúng sách vở một chút xíu và nhiều khi nó cũng sai sách vở rất nhiều. Sai nhiều thì chắc không nhiều đâu. Nói chung là cái đó là cái Mai Thị Thế hay là Danny Huy hay là Eric Hiệp cũng giống như là các anh em bạn bè ở trong cuộc sống của mình, thì cái bóng đá thì giống như là nó vào máu rồi. Thì
mình xem hay là những kiến thức mà mình có được thì trong cái chương trình mà của Cinema Studio làm cho chương trình thì anh em chúng tôi đem những cái kiến thức, những cái hiểu biết rất là nhỏ bé để không ngoài mục đích là để làm chương trình nó hấp dẫn hơn, mọi người có một cái góc nhìn nó khác hơn chút xíu. Thì cũng vẫn không dám múa rìu qua bắt thợ, là tại vì ngoài kia cũng có những anh, những bạn rất là am tường, và họ có những cái nhìn nhận rất hay. Nhưng mà anh em chúng tôi chỉ nhìn hay là nói chuyện ở góc độ chủ quan, cái trong cái sự hiểu biết của mình thôi. Thì chắc có lẽ lượt trận ngày mai là trận cuối cùng của vòng bảng, thì đoạn đường đi tiếp vẫn còn dài. Các đội bóng mà quý vị yêu thích thì sẽ có những cái trận mà knock out. Kết quả thì cũng có thể là những cái bảng đấu, có những cái trận đấu cũng ngoài cái dự đoán của mọi người, nhưng đó cũng là một cái tính hấp dẫn mà bộ môn thể thao vua này đem đến cho mọi người trong suốt nhiều năm qua. Trước khi khép lại chương trình thì anh em chúng tôi cũng luôn chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Và ngày mai quý vị đừng quên rằng ủng hộ đội tuyển Mỹ của mình. Một lần nữa Danny xin được cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe để theo dõi tiếp tục các trận đấu của Euro, cũng như là đồng thời vào những giờ buổi chiều sẽ là có những trận đấu ở khuôn khổ giải Copa America. Và chúc quý vị những đội bóng mình yêu thích sẽ tiếp tục chiến thắng, đi xa và giành luôn những cái cúp mà những cái giải mà các đội bóng này đấu. Xin cảm ơn Eric Hiệp, cảm ơn Huy, và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.